Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và đây là kênh YouTube duy nhất và chính thức của mình. Anh em nhớ subscribe để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như là giúp mình có được nút bạc một cách sớm nhất. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Mạnh Hào cầm pan ở trận đấu này anh em ạ. Mạnh Hào cầm pan như vậy quân của bạn đẹp hơn rồi. Ok, như vậy là quân của game thủ bên phía team FPO Royal Thái Bình đẹp hơn. Với một trận đấu mà đội bạn có 3 chém, 1 cung, 2 mắc C, 1 cho son, 1 xem. Chúng ta thì có Roman Gredek Katapan, tứ quy chém dành cho kênh thủ đến từ team Sparta. Và chúng ta đang không có cung. Chúng ta không có cung. Cung A2 áo của Pan thì mình nghĩ là nó sẽ không hiệu quả. Và trận này thì Mạnh Hào được cầm Pan ở trận thiếu này. Một bài đấu và quả đầu có 6 cây dành cho kênh thủ Mạnh Hào chúng ta. Rồi, quân chúng ta đánh giá là yếu hơn ở trong trận thi đấu thứ tư khi đối đầu với team FPO Royal Thái Bình. Và đây là quả đầu 6 cây dành cho kênh thủ Mạnh Hào. Chúng ta có kênh thủ 98 được cầm Katarian. Quả đầu 7 cây, một bầy hiệu dành cho em. Gỗ đầu gần đến đất bán sa mạc ở trong cánh. Hoàn toàn có thể có một thế bài chắc nhà nếu như nhiều rừng. Chắc nhà thì lại bị Maxi đâm. Và đây là máy chim sẻ và đấu được cầm Roman. Như vậy là sẽ cầm Roman trong cánh, có bầy hiệu đưa về. Đội bạn rất là khó chịu ở trận đấu này khi có tới 2 con Maxi anh em ạ. Nó hoàn toàn có thể để Maxi đánh cung A, cũng có thể là một Maxi lên dâng y đâm y vào những nhà đánh chắc nhà bên phía team AVE Sparta. Chúng ta có mặt máy kỹ thủ Anh Huy khi em được cầm Gredek sau 2 trận đấu, sau 3 trận đấu được cầm Per và Rom thì cuối cùng em được cầm một con quần củi, đó là một con Gredek. Trận này quân ra đánh giá là yếu hơn các kỹ thủ bên phía team FPO Royal Thái Bình, nhưng hãy chú ý và chờ đợi vào bài vở, cùng hy vọng vào bài vở của các kỹ thủ sẽ tươi tươi một chút. Mạnh Hào đang có bầy hiệu đầu 4 con và anh đã muốn lùa luôn bầy hiệu đầu này về với nhà chính nhà mình. Vâng, xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang xem nha. Hello mọi người. Tỷ số tạm thời đang là 3-0 dành cho team Sparta khi đối đầu với team AVE Thái Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Như vậy là Mạnh Hào đã có quả phụ rồi. Và trước khi quay trở lại với trận đấu này thì vẫn như thường lệ, xin phép anh em dành ít phút quảng cáo đầu trận. Nhà tài trợ Chín Chùm giới thiệu với anh em khu vực Hai Bà Trưng đang tìm các món ăn độc lạ như cồn đảo hấp tại bản, tổ huyết, kê gà trần, gân bò sốt vàng, lưỡi heo sốt bà tề cùng bánh mì và nhiều món hấp dẫn khác, thì ghé qua nhà hàng Thế Giới Bia Phương Ảnh, E6 Quỳnh Mai Hà Nội để thưởng thức. Nhà hàng còn đang dành chương trình giảm giá 10% cho anh em cộng đồng AOE đến hết tháng 11. Chỉ cần đọc mã giảm giá AOE khi thanh toán. Chi tiết vui lòng truy cập chinchum.vn. Cứ đi nhậu, ăn đồ tanh, đồ lạnh hay uống cà phê là đau bụng. Có thất đại tràng khiến bạn khổ sở mệt mỏi. Bó tử lệ khuẩn Sport Royal, một đột phá mới đến từ Anh Quốc, hỗ trợ điều trị triệt để viêm đại tràng, rối loạn đường tiêu hóa, giúp bạn yên tâm khi ăn đồ lạ, các thức ăn nhạy cảm với đường tiêu hóa và trong mỗi bữa tiệc. Sport Royal đã được VTV1 đưa tin và có mặt tại hơn 1.600 nhà thuốc, phòng khám uy tín trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mọi chi tiết vui lòng truy cập khỏe đại tràng.com. Sport Royal, muốn khỏe đại tràng, xài hàng Anh Quốc. Vâng, và sẽ cùng quay trở lại với trận đấu này. Đây là bài Pybrand dành cho game thủ Sparta Mạnh Hào. Anh đang có một bài đấu mà có 7 hiệu về, một bài quả phụ dành cho anh thôi và đang chưa quá nhiều đồ dành cho game thủ Mạnh Hào chúng ta. Và có thêm bài quả phụ nữa ở giữa nhà Mạnh Hào và nhà game thủ 98 thì dường như là Mạnh Hào muốn đường 98 khi anh vẫn đang tách dần đi dò thêm. Đây là máy của game thủ chim sẻ và đấu cầm Roman 21/24. Như vậy là 7 hiệu con voi đưa về. Có quả phụ đến chim sẻ và đôi voi, như vậy là đủ đồ đến từ chim sẻ nắng rồi. Thêm 7 hiệu nữa làm lực, nếu như cần thiết thì có thể khai thác thêm 7 hiệu sau khi lên đời. Chúng ta có mặt máy game thủ Sparta Anh Huy với bài đấu được cầm Gredek và em đang muốn khai thác một bầy hiệu đôi. Rồi thêm một chiếc BN nữa. Có bầy hiệu đôi ở đây và một con voi đưa về nhà chính đến từ game thủ Anh Huy của chúng ta thôi. Đây là mặt máy của game thủ U98. Em là bài đấu được cầm Katarian 24/25/28. Bầy hiệu bãi quả phụ Mạnh Hào nhường cho ở giữa hai nhà. Nhưng mà có vẻ vẫn đang hơi thiếu đồ để 98 ở trận hôm nay. Bài bây giờ của chúng ta đang không thể giữ em. 98 nó có đến lên thẳng 4 hay không với bài hai hiệu hai quả như thế này. Phép góc ở khu vực góc 9 giờ 27 dân đến 98 luôn. Đánh tại nhà và lên thẳng 4. Đây không còn gì để mất nữa, bắt buộc ta phải đánh thế này thôi. Khi mà quân được tướng quy chém. Đây là mặt máy của anh thủ Mạnh Hào. Chúng ta xem máy Mạnh Hào bài cầm pan này. Như vậy là cũng là có thêm bài quả phụ nữa đây. Mạnh Hào lên đời không được phải là quá đột biến. Nhưng đây sẽ là một bài đấu mà lực của game thủ Mạnh Hào về sau sẽ rất khỏe. Lực về sau của Mạnh Hào sẽ rất khỏe. BB thiết kế dành cho anh. Và xin gửi lời chào đến tất cả anh em đã có mặt trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng trong buổi tối ngày hôm nay với các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu AOE Facebook Gaming Creator Cup 2020. Xin chào tất cả anh em đang xem nha. Vâng, trận này để đánh cho các game thủ bên phía team FPO Royal Thái Bình không có đất để trứng thì mình nghĩ là hơi khó. Hơi khó khi bài vở nó đang chưa đáp ứng đủ điều kiện để chúng ta có thể đánh một thế trận như vậy.
Đây là sẽ là BM và đây sẽ là BL. Ví dụ trong trận đấu trước chúng ta toàn quân ép đời tuyển thì chúng ta có khả năng ép đời sớm, chúng ta có khả năng để có thể hạ gục đối phương ngay những thời điểm đầu. Nhưng trận này thì hơi khó, một bài kích 10 đến Mạnh Hảo chứ không phải bài kích 9 dành cho Pan Brand này. Và anh đã bắt đầu cắt dân ra để có thể khai thác vàng rồi. Và game vừa chờ mình trong giây lát. Papadakis. Donna E. Holmes. Kalaromas. Sogonta. Holmes. Rickett. Holmes. Holmes. Isa. Rickett. 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 Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Sorry anh em vừa nghe một cuộc điện thoại. Mạnh Hào đang đối đầu với người cầm bóng ba, đó là game thủ FPO Royal Tịnh Văn. Người cầm xem với các bạn và đánh thẳng cung. Và đấu mai cũng đang bị chọc vào bởi người cầm bóng 4 bên phía đối phương, đó là game thủ FPO Royal Hồng Anh, người được cầm con Max C ở trận đấu này. Và trước khi quay trở lại máy, Mạnh Hào respect anh em dành 1 phút cho quảng cáo. Với khuyến mại cực sốc, giảm 50% các sản phẩm đồng hồ thời trang Nam Pagini. Chưa bao giờ việc sử một chiếc đồng hồ cờ lịch sự sang trọng đẳng cấp lại dễ dàng đến thế. Quý khách hãy truy cập ngay igomore.vn để chọn cho mình những chiếc đồng hồ ưng ý nhất. Mua hàng trên igomore, quý khách khi nhận hàng, kiểm hàng, ưng ý thì thanh toán, chưa ý có thể đổi trả, không mất bất cứ chi phí gì. Đồng hồ Pagini bảo hành 2 năm, một đổi một trong vòng 1 tháng không cần lý do. Igomore, đế chế mua sắm. Vâng, và ta cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Đây là mặt máy của game thủ Mạnh Hào. Anh đang chơi vào nhà 4 của game thủ Hồng Anh, người cầm Max C. Đây rồi, chơi rồi. Và đây là mặt máy của game thủ Mạnh Hào, anh đang ăn dần của Hồng Anh này. Và đi con chém của đối phương. Những cái này là xem nha, nên phải hết sức chú ý và có y xiên luôn. Ngay từ đầu chúng ta đã biết rằng đội bạn CWB vãi vàng hở anh Hào ơi. Vàng hở. Hở vàng rồi. Ông Chô này. Trên ngay 3 dần ăn vàng, có tê ôm bom đến từ game thủ Hồng Anh. Đây là máy game thủ chim sẻ, cái máy này timeline là 30 cho em, dâng sọc đơn. Đây là game thủ chim sẻ đang đang bị bài Max C của game thủ truy bệnh chơi vào. Và phát hiện dần 1-1 của game thủ truy bệnh, người cầm Max C và tên này truy bệnh sẽ chết dần. Đây là hoàng rất to đến truy bệnh, nhưng các bạn đang có rất nhiều y để xiên vào nha. Rất nhiều y để xiên vào nhà chúng ta. Timeline đang xuống là 33/52 đến game thủ chim sẻ thôi. Và màu 2 đó là cho son. Cho son đúng không? Cho son với thủ chính công đang có vài đánh chắc nhà ra ruộng để bơm đồ anh em ạ. Mạnh Hào đang cố gắng đánh giữ cánh thôi để cho 98 có thể khỏe ra. Chim sẻ đang cũng đang cố gắng để quản những nhà đến dâng bên phía các bạn. Và theo máy của game thủ Sparta anh Huy. Huy cũng đang bị màu 2 chơi vào. Màu 2 đó là cho son phía các bạn. Khi mà cầm đồ đánh đối đầu cho son thì lại hơi khó thì Huy. Nhưng mà em đang ăn được dân của thủ ở trên mặt này. Trên mặt cũng đang khá yếu. Trong một trận đấu mà được cầm Max C thì con Max C này nó không có bánh xe. Và timeline đang xuống là 26/44 dành cho game thủ Sparta Anh Huy thôi. Chúng ta vẫn còn niềm tin vào game thủ 98, timeline là 45/104. Em đang cố gắng ra ruộng để có thể khỏe hơn và có y thủ trong trận đấu này, nhất thủ đồ đồng đội để có thể cơ cấu nha. Và đây là những con y của người cầm màu 4 bắt đầu lao vào nhà 98 và có cả nông dân ở đây nữa. Và 1-3-7 trong đến từ game thủ 98 và thủ y tuần này. Hãy chú ý rằng các bạn sẽ có những cơ vị cung nở của Seng đẩy vào nhà 98 nên em vẫn phải xong cả lạc đà ra, chứ nếu như chỉ xong thông y thì sẽ rất khó để có thể đỡ được nhà nếu như có một tình huống công vào đến từ những đơn vị cung nở Seng. Và người đánh chặn cung nở Seng ở trong trận đấu này không ai khác là game thủ Mạnh Hào. Anh đang có tham lai là 19/24, vừa quản nhà Hồng Anh và vừa phải đánh chặn những đơn vị cung nở Seng của game thủ Thịnh Văn. Đây là một cái nhiệm vụ khá là khó dành cho game thủ Mạnh Hào chúng ta. Với một bài đấu cầm bàn thì chúng ta yêu cầu Mạnh Hào phải làm được như vậy. Chúng ta yêu cầu Mạnh Hào phải làm được như vậy. Anh đang quản lại những bãi quả mà game thủ Hồng Anh không ăn, và sau đó thì anh sẽ phát dần lên để có thể khai thác luôn những cái bãi quả này. Và cần phải có một số lượng đàn đá đông đảo và đủ để cản bước những con cung lò xẹp trong tay của game thủ đó chính là Tịnh Văn. Hào đang lấy tham của người cầm 1-4 game thủ Hồng Anh. Anh vẫn đang tích lạc đà và đã nâng cấp chém 4 rồi. Quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ. Và các bạn thấy là màu 2 của cho son đang đánh kiểu y thủ này, chém thủ này, có chuyện rất nhiều dành cho game thủ con con bên phía team FPO Royal Thái Bình. Bài đấu mà sẻ đã là những con sọc đơn công 4-4 và đang ốp vào nhà màu 2 của tuần này. Mọi bạn đang lùi lại về E, nhưng hãy chú ý rằng mọi bạn có y.
và một bạn có ý và đang cố gắng để ốp vào nhà bảo hải, đấm vào nhà bảo hải cho soi phía đối bạn. Đối bạn sẽ co về thế là còn một con đô, một con xem của đối bạn. Chúng ta phải cố gắng xẻ là muốn, tức là xẻ là muốn đưa vào cái thế là đối bạn chỉ còn xem để cân lại với 98. Chúng ta sẽ bơm 98 lên 4 đấy và để chơi được bài bô cho soi này của đối thủ. Và với công thì chúng ta cảm thấy khá phải, nhưng mà xẻ đang có những con trọng lớn công 4-4 và đang ăn được cả quân và cả dân của cầm bảo hải. Phải đánh bay vào hai tuần này, nhưng ta để đánh bay vào hai chúng ta phải vượt qua cả những con y. Và phải vượt qua cả những con y anh em ạ. Hay quá anh em ạ, hay quá. Hay thế là rời rồi, sẽ đánh. Sẽ đánh như là Sun Ninh đang ăn ba giòn vậy anh em ạ. Đánh ngay thật đây. 37E đến 9 xẻ đấy ạ. Và công 4 ra 4 và thi đấu là rất hay dành cho cái thủ chim sẻ với tình huống chạy vòng tròn qua nhà của con Tham Lai. Và Tham Lai chúng ta đang đè. Tham Lai chúng ta đang để anh nhớ điều đó. Và điều mà máy Mạnh Hào mấu chốt của trận thiếu này đó là Mạnh Hào, anh phải cản được những con cung đờ xem của game thủ Tịnh Vân, chém luôn và không để sau đó ốp vào nhà của thằng em U98. Và phải có những hướng đánh chặn đến từ Mạnh Hào để không cho những con cung đờ xem này có cơ hội bén mảng để có thể dỉa những con y của 98. Đội bạn là hai con bác C sẽ mất tham theo thời gian. Cho sọt của cái cặp áo hai game thủ con đã chính thức đăng sàn, tiếp tục nhận đồ đến từ chim sẻ dành cho Mạnh Hào. Tham Lai là 22/24 và 98 sẽ được đồn lên 4 ở trận đấu này với bài đấu được cầm. Còn Katarian và em dường như đã kích cốn, đang tăng A, đang nâng cấp chặt gỗ và đang có những huống bò nhà cực kỳ chắc với 4 lớp nhà bề bung nhà chính ra can trộn ở sắp dần và muốn vào đây không nói chuyện. Vâng, riêng Hồng Anh tập này không tính tiền được chưa, tôi dám khẳng định bạn luôn, trận này Hồng Anh không tính tiền luôn. Đồng đội đang nhồi đồ cho 98 là quá gắt ở trận đấu này để em cũng muốn nở ra và lên vốn xong dành cho game thủ 98. Bắt đầu xong những con hot đầu tiên và cần tiếp tục một tân đồ nữa của đồng đội. Và những con y của Hồng Anh đến thời điểm này tôi đánh giá là không tính tiền. Và không tính tiền những con y này được chưa, điều gì luôn ra tính tiền hộ anh cái. Chỉ là hai con y đến từ Hồng Anh nó quá mỏng manh để công vào một bài Katarian đã lên vốn xong và đang nâng cấp sáp cho những con hot của mình. Vâng, có hot. Đây là công nghệ đời 4 và tỷ số. Dấu chấm mất dành cho team FPO Royal Thái Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Hủy diệt team Thái Bình, một team được đánh giá là mạnh nhất ở nội dung 4v4 random. Vâng, 4-0 dành cho team AB Sparta, một chiến thắng hủy diệt trong buổi tối ngày hôm nay để lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ. Vâng, xin gửi lời chào đến 20.000 anh em đang có mặt trên phần bếp chim sẻ. Cảm ơn anh Vũ Hoàng Giang đã gửi tặng chim sẻ nắng 200 sao luôn. Quá hay, quá hay. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè.